Hai anh chị nha, chính là quy luật hấp dẫn à, Quy luật hấp dẫn là gì ạ? Là cái gì giống nhau thì sẽ hấp dẫn nhau à, Những cái gì giống nhau thì sẽ hấp dẫn nhau anh chị nha à, Cùng chương năng lượng sẽ hấp dẫn nhau Được không ạ? À, cho nên là khi mà chúng ta thấy trong cuộc sống của mình ấy anh chị à, Khi mà tôi biết về những cái quy luật này Tôi nhìn vào cuộc sống của mình và thấy rằng là lý à, do vì sao mà tại sao à, à, Những cái người học giỏi ấy, Ngày trước thì họ học với, họ chơi với nhau Rồi những cái người giàu thì họ lại chơi với nhau còn những cái người mà họ chưa học giỏi lắm thì họ lại chơi với nhau à, và những cái người mà chưa giàu họ cũng chơi với nhau cái đó là đến mà bởi vì sao anh chị ơi bởi vì quy uh, luật gì quy à? luật hấp dẫn nha anh chị nha uh, luật hấp dẫn là cái gì giống nhau thì mới hút nhau được cho nên là bên trong của mình như thế nào thì mình sẽ hấp dẫn uh, sự việc sự kiện và con người y chang như vậy nên nếu các anh chị chúng ta đang mong muốn là hấp dẫn được cái số tiền hay là cái tài sản hay là người bạn đời hay là những đối tác khách hàng à, cộng sự như mình mong muốn như cái tiêu chí hay như mình mong muốn anh chị thì à, theo được hấp dẫn là cái gì ạ à? là cái gì giống nhau sẽ hấp dẫn nhau anh chị nha cùng trường năng lượng cùng trường năng lượng cùng tần số mới hấp dẫn nhau được cho nên là việc của mình anh chị à, chúng ta cần phải gia tăng giá trị bản thân của mình lên à, phát triển bản thân của mình lên khi mà cái tần số của mình anh chị nó bằng với cái tần số của cái mục tiêu của cái số tiền của cái tài sản mà các anh chị mong muốn thu hút được thì tự khắc mình sẽ đạt được cái kết quả đấy Đúng không ạ à? À, ví dụ ở chúng ta muốn gì à, ở bên ngoài cuộc sống của mình nếu mà chúng ta muốn thu hút uh, ông bướm thì mình phải dùng mật hoa anh chị nha à, và lý do vì sao mà có rất là nhiều người uh, biết ứng dụng họ biết về luật hấp dẫn họ ứng dụng mãi mà chưa có thành công chưa có tự do về tài chính là bởi vì họ chỉ mong muốn thôi anh chị có rất là nhiều người họ muốn thu hút cái số tiền đó cái khối tài sản đó đạt được kết quả đó nhưng mà bên trong không có cùng tần số anh chị nha à bên trong là không có cùng tần số với cái mục tiêu à cho tôi hỏi các anh chị những cái điều mà các anh chị mong muốn cho cuộc sống này à, nó đang có xung quanh mình không anh chị ơi cái nhà mà các anh chị yêu thích cái xe mà các anh chị yêu thích, à, những chuyến du lịch trong anh thế giới mà các anh chị yêu thích, thu nhập, khối tài sản, à, rồi à, tất cả mọi thứ theo anh chị là những cái điều mà các anh chị mong muốn ấy là nó có đen ở bên ngoài cuộc sống của mình đúng không ạ? Có anh chị nha. Nhưng tại sao mà mình chỉ lướt qua đời nhau thôi mà không có sở hữu nó được à? Mà tại sao những cái người thành công và giàu có họ sở hữu nó một cách rất là dễ dàng anh chị? là bởi vì bên trong của mình chưa có cái điều đó anh chị nha, chưa có cùng tần số với cái mục tiêu đó với số tiền đó với cái tài sản đấy, cho nên là làm thế nào mà mình là mình không thể nào mình thu hút được uh, uh, nói đến những cái điều đó đến với cuộc sống của mình được. Hay là khi mà chúng ta kinh doanh anh chị trong kinh doanh cũng như vậy, à, chúng ta đưa một uh, list các uh, tiêu chuẩn về cái người đối tác của mình cái người khách hàng của mình là phải gì ạ à? khách hàng thì phải uh, uh, gì ạ à? uh, có cái khả năng đón nhận nè rồi cho đi nè khách hàng dễ tính dễ chịu dễ chiều nè rồi uh, nói chung anh chị đưa tiêu chí rất cao rồi xong về cộng sự của mình thì cộng sự của mình là những người chăm chỉ ý chí có tâm có tầm có tài rồi uh, là những bậc thầy bán hàng là những bậc thầy marketing đó mà rồi nhà lãnh đạo kỹ xuất à, giờ à? tiêu chí rất là cao nhưng mà bản thân của mình thì sao anh chị thì không có mấy cái đó có nghĩa là mình yêu cầu người khác phải có nhưng mình không có anh chị nha hay là khi mà có những anh chị thì lúc nào cũng muốn chồng mình hoặc vợ mình là phải theo dõi theo ý của mình là phải trở thành anh cần phải thay đổi như thế này nè. Rồi chị em cần phải thay đổi như thế này nè. Rồi muốn bố mẹ mình thay đổi theo. Bố mẹ phải giống như con. Bố mẹ phải uh, thay đổi theo con. Mà mình còn mình là tuyệt vời nhất rồi. Còn những người khác là cần phải thay đổi hết. Nhưng mà anh chị thấy làm gì đó nó có dễ không ạ? À? Khi mà anh chị muốn mọi người thay đổi mà anh chị không thay đổi. Thì anh chị thấy cái thái độ của mọi người như thế nào ạ? À? Thái độ của mọi người như thế nào? Anh chị rất là khó chịu và thậm chí là cứ gặp mình là người ta rất là không có muốn nói chuyện anh chị nha tại vì mỗi lần mà gặp ấy, là họ cảm thấy là họ không có được uh, tôn trọng, họ cảm thấy là họ không có được uh, họ cảm thấy là gì họ không có tiếng nói. Họ cảm thấy giống như là giống như là mình chỉ muốn là họ đi theo một cái giống như là chỉ muốn họ thay đổi theo cái cách mà mình muốn thôi chứ mình không có uh, lắng nghe. Nghĩa là mình đặt ra những cái tiêu chuẩn đó, anh chị và khi mà mình cảm thấy mình đặt ra những cái tiêu chuẩn mà người khác không đạt được thì mình cảm thấy mình khó chịu với họ và họ cũng khó chịu với mình nó mới dẫn tới cái câu chuyện là mối quan hệ không được hòa hợp với anh chị là do cái câu chuyện là mình đặt ra tiêu chuẩn cao cho người khác nhưng mình lại dễ dãi với chính bản thân của mình mình yêu cầu con mình là phải giờ học sinh giỏi cấp thành phố cấp quận cấp tỉnh cấp gì đấy cấp quốc gia cấp quốc tế luôn anh chị à, nhưng mà bản thân của mình thì nói chung là gọi là sao anh chị? chúng ta tập trung ghi chép nha. À, nhưng mà bản thân của mình thì sao? thì à, nói chung là lúc mà con học hành ấy thì mình à, mình cứ đưa ra một cái à, cái lý do gì anh chị? À, bố mẹ đi làm rồi kiếm tiền nuôi con rồi nên là con mà học tập cho chăm chỉ đi xong rồi tới con lúc mà con mình học ấy, Tại vì con mình cũng đi học cả ngày tối nữa còn phải học học thêm làm bài tập thêm. Nữa. Mình đi làm về cả ngày, về sau đó là gì ạ? Mình bắt đầu là mình relax anh chị Xem game show, truyền hình Xem giải trí, rồi đánh vài ván Rồi vài ván game anh chị Rồi uh, làm vài chén, uh, các kiểu vân vân là uh, mình được phép là giải trí con mình thì nó vẫn học, mình thì bấm điện thoại cười hí hí uh, Coi game, coi phim đồ mà bản thân mình lúc nào muốn con mình là phải học giỏi đúng không nhưng mà bản thân mình là không có chịu nâng cấp mình lên không có chịu nâng cấp mình lên mình cứ có như đó kiến thức cả, à, có như đó cái kỹ năng có như đó cái chuyên môn mà mình cứ xào quần xào quần như đó thu nhập mình nhìn có như đó à đúng không à? rồi mình yêu cầu con mình là phải giờ giỏi nhất lớp giỏi nhất trường rồi giỏi nhất tỉnh là thành phố là quốc gia này đó để sau này ra trường có một cái công an việc làm có cái mức, mức thu nhập cao cái mô tiếp y chang luôn anh chị sau này tôi tới lời đời con mình cái cũng cái cũng làm y chang như vậy với con mình là mình lấy cái quyền làm bố là mẹ ra vậy à? học hành cho đàng hoàng vô à, rồi mình nói con mình học hành cho đàng hoàng vô nhưng mà mình ngồi cái bên anh chị con mình học mình bấm đi hồi còn không thì con mình học ở trong phòng ấy nhưng mà mình ở ngoài thì mình coi game hoặc là mình uh, coi uh, game show truyền hình hoặc mình bấm điện thoại mình cười rồi mình tám chuyện này kia người gọi là khi mà tôi biết cái điều này anh chị à, bố mẹ là người thầy tốt nhất cho con anh chị nha có nhiều anh chị cứ đổi hết trường này qua trường kia học hết cô này qua cô kia học thêm học bớt học học gói học mở học dư học thừa đó không biết nữa xong rồi cứ lý do là con mình học không được là do uh, cô giáo do thầy giáo do trường này trường kia đổi bao nhiêu cái trường mà con mình cũng không có khá lên được anh chị tại vì mình nghĩ là học ở trường là đủ rồi tối về mình đâu có mình đâu có đồng hành cùng con đâu nhưng mà anh chị phải hình dung là bố mẹ là người thầy tốt nhất cho con nếu mà mình không làm gương cho con mình thì làm sao mà mình có thể là uh, truyền cảm hứng cho con mình được đấy nên là có ý rất nhiều anh chị là cứ muốn con mình thay đổi À, nhưng mà bản thân mình không thay đổi là không được hay là mình cứ muốn hoặc là về bố mẹ mình mẹ chồng mình phải về à? à, theo ý mình rồi chồng mình phải theo ý mình làm điều đó anh chị không làm điều đó đâu tại vì khi anh chị làm cái điều đó nó đang đi ngược lại với các quy luật vũ trụ quy luật vũ trụ là cái gì giống nhau hấp dẫn nhau bên trong tạo ra bên ngoài cái cây thì mọc từ rốc rễ mọc lên chứ có cái cây nào mọc từ ngọn mọc xuống đâu đúng không anh chị ạ? có cái cây nào mọc từ ngọ ngọc xuống không hay mọc từ gốc ngọc lên hay là có nhiều anh chị đó là khi đi kinh doanh là đặt ra cái tiêu chí là gì ạ à, cộng sự của tôi là phải là gì ạ có tâm có tầm có tài chăm chỉ rồi ý chí rồi nói chung là đưa cái một cái uh, best seller rồi marketing là uh, best hết uh, best này best kia anh chị Nó là best này nhất đấy À, lúc có một uh, chị đi upline qua lạc bộ có hỏi tú uh, một anh chứ hỏi em có cái chiến lược nào cho doanh nghiệp của anh không? tôi hỏi anh, uh, anh, anh 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 tôi chỉ hỏi tú không hỏi gì về doanh nghiệp của anh anh chị nha tôi chỉ hỏi anh thôi. Cái anh mới hỏi tú ủ ừ, anh đang hỏi em cho anh chiến lược về doanh nghiệp của anh về những cái vị trí công sự của anh mà sao anh hỏi ngược lại uh, em hỏi uh, kết quả của anh à, đúng rồi em đang hỏi anh bởi vì kết quả của doanh nghiệp ấy phản ánh tư duy của chủ doanh nghiệp đúng không ạ à? à? kết quả của doanh nghiệp phản ánh tư duy của chủ doanh nghiệp thôi nên em hỏi anh là đúng rồi chứ bây giờ ba anh chị hình dung câu chuyện là khi anh chị làm một cái doanh nghiệp mà 300 con người anh chị muốn hỏi theo ý anh chị anh chị sẽ theo dõi từng người vừa mới theo dõi được người a được vài hôm không có theo dõi được đâu anh chị nha sau đó là cái vừa xong người a cái qua người b cái người b Ok cái người A lại thay đổi như cũ Thay vì các anh chị làm cái việc đó anh chị nha Thì các anh chị nên tập trung hoàn thiện mình Phát triển mình lên Khi mà anh chị đặt ra một cái tiêu chí về Hay có rất là nhiều anh chị họ tố là chị muốn có một cái người liền Một một cái người chồng lý tưởng Tôi hỏi lý tưởng là theo tiêu chí nào Cái liệt kê ra danh sách là chồng mà biết nấu ăn nào. Giống như tôi thấy là bao nhiêu cái tinh hoa hội tụ hết về cái người chồng đó cái người mà tiêu chí hay mà cái kiểu kiểu của mấy anh chị đã đưa ra thế tôi mới bắt đầu ok em sẽ bắt đầu liệt kê ra từng uh, tiêu chí một chị biết làm kinh tế không không chị biết nấu ăn không không chị uh, biết dọn dẹp nhà cửa không không chị có biết cái này bài này này mình liệt kê hết 10 mười uh, cái anh chị chỉ chỉ được một một trên 10 thôi là có nhan sắc anh chị ngoài ra chính cái kia không có gì luôn Thế tôi hỏi thế chị tính vận hành quy luật của anh, của cái hành tinh nào của cái vũ trụ nào ấy chứ quy luật của vũ trụ ở cái vũ trụ của mình đó là nó không có đi theo cái quy luật là mình thích tên mình được nha chúng ta không có những cái chúng ta anh chị nha vũ trụ này nó sẽ không vận hành theo cái kiểu là mình sẽ đạt được những gì mình muốn mà mình chỉ có thể đạt được những gì mình xứng đáng có thôi chúng ta được quyền tự tin rằng chúng ta xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp trên thế giới này và việc của mình nói xong rồi tuyên bố xong rồi phải phát triển bên trong mình có đầy đủ những cái tố chất phẩm chất để sở hữu được những cái điều mà mình mong muốn những cái điều tuyệt vời những cái điều đẳng cấp trên thế giới chứ không phải là mình yêu cầu anh chị nên nhớ cái bước mà tôi hay nói với các anh chị bước một và các anh chị đưa ra yêu cầu các anh chị ra quyết định cái điều các anh chị mong muốn là cái bước thứ hai là các anh chị sống như thể mình đã đạt được rồi nên là anh chị cảm thấy là mình xứng đáng mình đã sở hữu được cái điều đó rồi và bước ba là phải hành động nha anh chị nha cho nên là khi mà có những anh chị đến hỏi tôi về cái uh, việc phát triển quy mô doanh nghiệp mình thì tôi chỉ nói một câu thôi kết quả của doanh nghiệp thì phải ngắn tư duy của chủ doanh nghiệp việc của mình là về soi lại mình thôi khi mình tốt lên thì cuộc sống của mình khi mình thay đổi thì cuộc sống mình sẽ thay đổi và khi mình tốt lên thì mọi thứ xung quanh của mình sẽ tốt lên anh chị nha tú là cực kỳ thấm thía về cái 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 cái, cái tư duy nhà luôn á tại vì bản thân tú ngày trước là một người cũng muốn cũng hay đi sửa người khác lắm và anh chị biết cái thời kỳ mà tú làm doanh nghiệp ấy cũng gần 100 cộng sự anh chị nha và mình không có biết và hầu hết những người làm doanh nghiệp anh chị thì họ đều bị vướng cái tư duy này làm cho họ là mới có 30, 40 tuổi mà nhìn như 60, 70 đó. Ừ, lúc nào chồng cũng trong tình trạng hai cái chân mày anh chị nó nó nói liền với nhau luôn tại vì căng thẳng ấy. không có trẻ ra được luôn á chung mà không không có thể nào mà nhìn thấy trẻ được tại vì lúc nào cũng mong muốn đi theo đổi người khác ấy mà anh chị biết hình dung là tôi còn nhớ một cái câu chuyện của vaccine ron anh chị nha À, bác từng tuyên bố trong một cái buổi thuyết giảng của bác là bác sẽ dành thời gian, bác nói là bác sẽ dành thời gian để đi thay đổi mọi người trên thế giới, cái một cái thời điểm bác không có được khỏe anh chị, cái sau khi bác khỏe lại và bác quay lại cái buổi thuyết giảng của mình thì bác nói là bác thay đổi ý định rồi bác không đi thay đổi mọi người nữa đâu bác nhận ra khi bác cố thay đổi người khác mà những cái người đó họ không có muốn họ sẽ tỏ một cái năng lượng không tích cực đến với bác và tự nhiên là bác không khỏe luôn anh chị và có thời điểm mà bác chuẩn bị lên đường luôn may quá không sao hết thì bác mới có thể quay lại cái buổi thuyết giảng của mình những cái chương trình giảng dạy, dạy của mình để mà chia sẻ lại cái bài học của mình cho mọi người là bác nói rằng là thay vì đi thay đổi người khác thì hãy tập trung thời gian đó thay đổi chính mình mình hoàn thiện mình lên anh chị và anh chị biết một điều rất là tuyệt vời trong luật hấp dẫn nha tại vì luật hấp dẫn là những cái gì mà cùng trường năng lượng sẽ hấp dẫn nhau đúng không những cái gì giống nhau sẽ hấp dẫn nhau thì khi mà các anh chị phát triển mình trở thành tức là phát triển và hoàn thiện mình 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 lên ấy, thì những cái con người cùng trường năng lượng sẽ đến với các anh chị còn những người nào không cùng trường năng lượng với mình họ sẽ rời đi thôi anh chị và những người mà cùng trường năng lượng với các anh chị sẽ đến với mình thôi Nên các anh chị yên tâm Nghe anh chị nhé Trong kinh doanh là như vậy Và trong cuộc sống của mình cũng là, là như thế Và vì của chúng ta là cần phải phát triển mình lên Tại vì tất cả những mối quan hệ xung quanh mình Kết quả về tài chính hay tất cả tầm tập Về những cái kết quả bên ngoài Nó chỉ phản chiếu bên trong của mình thôi Và khi tôi tốt nghiệp về điều này Anh chị tôi kinh doanh nó rất là nhàn luôn mình không có lao tâm lao lực như trước nữa anh chị mình cũng không có căng thẳng rồi mình cũng phải không phải suy nghĩ là ừ ờ, theo dõi người này sao để họ nghe theo chiến lược của mình để họ làm theo rồi người kia thì sao và ngày trước mình hay dành quá nhiều thời gian cho cái việc mà nó không tạo ra lợi nhuận anh chị đó chính là cái việc mà đi đào tạo đào tạo thì mình cần cái thời gian thôi chứ không phải là lúc nào mình cũng đào tạo anh chị mình quá là mất thời gian trong cái việc bây giờ đi xử lý vấn đề mỗi lần xử lý vấn đề xong thật với các anh chị là tú không được khỏe luôn á làm sao mà còn năng lượng để mà làm việc đúng không ừ. nhưng mà khi tú nhận ra một cái điều anh chị nha nhận ra một điều bác Jim Ron có nói một cái câu mà doanh nhân công minh có nói với chúng ta trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng anh chị là có ba cái việc quan trọng ấy mà khi mà chúng ta làm doanh nghiệp anh chị nha mà chúng ta làm kinh doanh đấy nếu mà chúng ta muốn tạo ra lợi nhuận và rất nhiều lợi nhuận tạo ra đơn hàng và rất nhiều đơn hàng thậm chí là những cái đơn hàng hàng trăm nghìn hàng hàng triệu đô luôn anh chị nha thì bạn cần phải tập trung vào liên tục có nguồn lực mới Như là khách hàng mới anh chị mỗi ngày à, liên tục uh, marketing Liên tục bán hàng và liên tục chăm sóc khách hàng Và liên tục gia tăng giá trị của mình lên Và khi mà tôi soi lại mình Mình thấy có vẻ như là Trong ba cái này thì mình chẳng làm cái nào hết ờ, Trong bốn cái đó mình chẳng làm cái nào hết anh chị nha Mà mình làm cái mà đúng như bác Jim Rohn nói luôn Mình tập trung mình đánh giá Nghĩa là mình ngồi xuống mình ghi tên cái người ra Xong mình đánh giá cái người này á Quê quán ở đâu tính như này sao và làm sao để mà mình có thể nói chuyện nó họ hiểu được ta rồi cái người nhà có tiềm năng hay không khách hàng kể cả đối tác hay cộng sự mình luôn mình cũng mà mình đánh giá anh chị và tôi thấy bác đưa bác 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 Jim rồi bác nói là cái việc này là cái việc không tạo ra lợi nhuận và tốn rất nhiều thời gian và anh chị biết không khi mà tôi tốt nghiệp được tôi suy tôi, 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 tôi uh, gọi là thay đổi cái chiến lược làm của mình là mình tập trung vào những cái điều tạo ra những cái hành động tạo ra lợi nhuận những cái hành động tạo ra kết quả thì cái kết quả kinh doanh của cá nhân tú và của doanh nghiệp bắt đầu có một cái cú loại ngược dòng anh chị nha cú là ngược dòng luôn rồi là anh chị biết không là tạo ra một cái dòng lợi nhuận mà chạm ngày trước anh chị cái doanh thu ấy nghĩa là cái doanh số của cả doanh nghiệp và tú là nó chỉ dao động ở con số là chín con số thôi nhưng mà bây giờ đã giao đã đã gọi là đạt được cái cột mốc là 10 doanh thu là 10 con số một tháng anh chị nha và nó liên tục gia tăng 10 con số một tháng anh chị liên tục gia tăng tại vì khi mà tú tập trung vào những việc cần phải tập trung để tạo ra lợi nhuận tạo ra uh, doanh số tạo ra đơn hàng thì mình cũng sẽ thì những cái người mà họ giống như mình làm gương anh chị kể cả trong một doanh nghiệp hay một gia đình thì mình đều phải làm gương hết. Nếu mà mình là người bố người mẹ thì mình phải làm gương cho con mình. Còn nếu mà trong kinh doanh thì mình phải là làm gương cho cộng sự và uh, những uh, đối tác của mình. Và khi uh, những người nào họ nhìn thấy và họ cũng mong muốn là gì? Có gì những cái kết quả giống như mình họ cùng trường năng lượng với mình anh chị tự khác là họ không gọi là hạnh gọi là kết quả của cái người lãnh đạo là mình lệnh không lời luôn của cái người đó là mình lệnh không đợi lời anh chị nha tự khác là cả doanh nghiệp và tất cả mọi người những cái người cùng trường năng lượng với nhau họ sẽ đồng lòng mà họ gì tiến vào phía trước và đạt được cái cái kết quả của quý kết quả của năm của doanh nghiệp đấy anh chị hiểu chưa nên là không phải là mình đi cố gắng mình đi chạy ra ngoài kia mình ngồi xuống mình phân tích là cái người này người kia hay là người này phải thay đổi mà nhiệm vụ của mình là cần phải thay đổi ai trước anh chị ơi, nhiệm vụ của mình cần thay đổi ai trước à? Cũng giống như về cái số tiền cũng vậy anh chị, có rất là nhiều người mà muốn là sở hữu cái số tiền một trăm hai trăm ba trăm triệu, thay vì họ tập trung vào chính mình thì họ tập trung vào cái việc họ đi làm nhiều việc hơn. Họ đổi công việc, họ buôn thêm cái này, họ bán thêm cái kia, họ kinh doanh thêm cái nọ. Họ đầu tư thêm cái thêm cái này. Nhưng mà không phải anh chị nha. Không phải ạ. Tại vì khi mà mình làm gì đó thì hôm qua chúng ta đã cùng thảo luận với nhau về quy luật trong ngoài rồi. Thì nó có thể đổi kết quả như thì đổi không có nhiều anh chị. Nó không có nhiều. Tại vì cái bên trong của mình nó rỗng anh chị. Bên trong của mình nó rỗng thì thành ra bên ngoài của mình cũng không có gì hết. Và cũng không phải là khi mà chúng ta biết về sức mạnh tính thức hay luật hấp dẫn ấy, là có một số anh chị mình hiểu nhầm là cái gì ta? Có một số anh chị họ tú là có những cái câu tuyên bố ấy, chị đọc ấy sao chị thấy có những người họ ứng dụng họ họ đọc họ về tiền rồi có những người họ đọc họ không có về tiền họ chưa có về tiền nghĩa đơn giản như vậy anh chị nha anh đến từ cái rút rễ là như vậy nè tại sao cùng một cái bộ công thức cùng một cái buổi dung cùng một cái sự chia sẻ nhưng có những anh chị ứng dụng thì về tiền gì à? tiền trăm có những anh chị là ứng dụng là chỉ về tiền chục hoặc có những anh chị ứng dụng là về tiền triệu là quy luật hấp dẫn anh chị nó còn có một cái liên kết với quy luật trong ngoài nữa là tư duy bạn ở đâu thì cái sức hút của bạn ở đó tư duy bạn ở đâu cái tầm bạn ở đâu thì cái nguồn lực của bạn sẽ hút ở đó cho nên là tại sao trong cùng một công thức trong cùng một cái sự chia sẻ cùng học với nhau giống như một công thức với nhau nhưng có những anh chị ứng dụng sẽ về tiền chục tiền triệu và tiền trăm Và bởi vì cái rốc rễ của những anh chị đó khác nhau đúng anh chị ơi. Vì cái gốc rễ khác nhau cho nên cái công thức không có sai nha. Chỉ là cái gốc rễ của mình nó chưa có tới thôi và việc của mình là cần phải phát triển cái gốc rễ của mình. Chứ không phải là mình ngồi mình ước anh chị. Có nhiều anh chị nghe luật hấp dẫn là cái gì có trong đầu cái đó có trong tay. Và thành ra là các anh chị làm gì ạ? Dạ vâng. Các anh chị bắt đầu ngồi chắp tay cầu nguyện, ngồi ước ao, rồi mơ mộng gì đó, các kiểu vân vân. Nhưng mà cuối cùng là tại sao mà có nhiều người họ cũng làm như thế nhưng họ không mãi chưa tự do về tài chính. Và chúng ta cần phải hiểu cái cách ứng dụng các quy luật vũ trụ anh chị nhau một cách đúng đắn hơn. Thì mình ứng dụng mới ra kết quả đúng được. Nên là tôi thường chia sẻ với các anh chị là bước thứ nhất là chúng ta cần phải ra quyết định này và bước thứ hai là mình cần phải hình dung tưởng tượng bên trong tâm trí của mình. Và bước thứ ba là mình cần phải hành động một, một cách mạnh mẽ trong sự tin tưởng. Vì khi mà các anh chị ra quyết định ấy, Các anh chị hình dung tưởng tượng nè Các anh chị cầu nguyện nè Về cái kết quả mà Các anh chị mong muốn Thì vũ trụ sẽ mang đến cho các anh chị Những cái nguồn lực Nhưng quan trọng là chúng ta phải có đủ năng lực Nhưng quan trọng là chúng ta phải nắm bắt Những cái nguồn lực đó Những cái cơ hội đó Và chúng ta phải có đủ cái năng lực Để mà chúng ta triển khai Cái nguồn lực đấy Giúp mình đạt được cái mục tiêu của mình Được, anh chị ơi Cho nên khi anh chị đặt ra mục tiêu ấy Anh chị mong muốn Cái điều gì trong cuộc sống của mình Thì vũ trụ sẽ thông qua những cái nguồn lực Để giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu Chứ không phải là hồ biến là Anh chị đặt mục tiêu Mình có 100 triệu Cái hồ biến mình có 100 triệu cục tiền trên trời rơi xuống rồi Không anh chị nha Nên khi anh chị ứng dụng luật hấp dẫn Hay sức mạnh tiềm thức ấy Thì tiềm thức và luật hấp dẫn sẽ mang đến cho mình những cái nguồn lực tới với cuộc đời của mình. Nguồn lực đó có thể là gì ạ? À? Cơ hội mới, chiến lược mới, con đường mới, đối tác mới, khách hàng mới, những hợp đồng mới. Nói chung là cái gì đó mới anh chị. Nhưng mà chúng ta cần phải nắm bắt, cần phải hành động mạnh mẽ 100% với niềm tin tuyệt đối thì mới đạt được mục tiêu. Chứ không phải ngồi hình dung tưởng tượng thôi, chứ không phải là ngồi cầu nguyện thôi. Như, như hồi nãy tại sao có những anh chị cùng ứng dụng bộ công thức của câu lạc bộ nhưng mà à, à, bán được 4 năm lô đất. Cho tôi hỏi bao trong số anh chị từ ngày ứng dụng bộ công thức của câu lạc bộ thì chúng ta đã bán được cái tài sản giá trị lớn của mình trên một cái tài sản rồi thì các anh chị có thể cho mình tôi đúng không à? ạ? Và cho tôi hỏi thật lòng luôn các anh chị chỉ trả lời ha. Đấy, à, có những anh chị nào chúng ta cũng học bộ không thích có câu lạc bộ nhưng mà bán một cái hoài bán không xong ví dụ như là gì à? ra hàng tồn kho hay là ra bất động sản rồi bán xe bán nhà hay sở hữu cái gì đó thì anh chị chưa ra được anh chị comment số 1 đi à? đấy cái về anh, anh chị uh, học kỹ cái uh, nghe kỹ những gì tôi chia sẻ anh chị nha thấy có phải do công thức của anh chị ơi những anh chị mà chúng ta bán được Hay các anh chị cho tôi hỏi là thấy có phải do công thức của coi là bộ sai không hay là do chính bản thân của mình à? là bởi vì sao bây giờ vũ trụ cũng mang đến cái nguồn lực đấy chứ không bữa có một chị họ tú như vậy nè chị có một cái nguồn người, người khách hàng đến hỏi mua cái mảnh đất đó của chị nhưng mà cái giá họ đưa ra không có như ý chị muốn nên chị nói không nên chị từ chối tôi hỏi sao không đàm phán chị nói chị không biết đàm phán vậy là do ai do mình thiếu gì anh chị ơi bây giờ chị muốn bán cái đó là bao nhiêu tiền đó nhưng mà bây giờ người ta đưa thấp hơn xong rồi chị, chị từ chối luôn anh chị chị nói thôi không cần chị bảo họ đi về đi chị từ chối cái bạn môi giới luôn cái xong rồi tôi mới hỏi ơ người ta tới người ta hỏi là người ta đang có nhu cầu sao chị không đàm phán chị năm mươi tú chị có biết đàm phán đâu Ê, rồi xong rồi anh chị biết không gần một chục người tới hỏi rồi mà cũng là điều anh chị đấy nè một chục người tới hỏi cái mảnh đó và một chục người đều đưa cái giá giá thấp hơn và một chục lần chị không đàm phán được anh chị biết điều này vũ chủ nhắc nhở điều gì không ý là đi học làm đàm phán hay dùng một cái đi một lần thì có thể là nhẹ nhàng cho qua chứ mà 10 lần như thế là nhắc nhở đi học kỹ năng đàm phán đó anh chị ơi cho nên đầu tư vào học nhóm rèn luyện doanh nhân số chúng hộ tốn cái nha bây giờ đi, đi kinh doanh đầu tư mà không có đàm phán được là coi như thua rồi anh chị trong một cái cuộc giao dịch ấy, thành công hay không nó phải, sẽ phụ thuộc vào người nào đàm phán giỏi hơn nha người nào năng lượng hơn người nào có kiến thức hơn người nào có niềm tin hơn người nào có tư duy hơn và kỹ năng đàm phán của và cái người nào bình tĩnh hơn thì người đó đàm phán thành công chứ bây giờ 10 lần như thế anh chị biết không là ba bốn tháng nay là có cái chỗ đó thôi bán ngoài không xong mà có nhiều anh chị vô một tuần hai tuần bán luôn anh chị thậm à, chí không phải bán một lần mà bán nhiều lần nữa. Đó, anh chị hiểu cái công thức là công thức chung là như nhau Nhưng mà cái rốc rễ khác nhau Cái kỹ năng khác nhau, cái năng lực khác nhau Thì khi nguồn lực đến ấy, Vũ trụ mang đến cho mình cục vàng, cục bạc Nhưng mà mình cầm một hồi như cục đá này đó Nhìn như cục đá Anh chị nhìn nhìn vô hình Nhưng trong lòng vẫn có nhau Anh chị cuối cùng là Một lính qua lính quýnh hồi cái quăng xuống luôn cái này đều dởm em ơi nha, anh chị nha Bảo này dởm là anh chị phải hiểu rằng tất cả mọi điều mà vũ trụ Tất cả mọi điều đến với cuộc đời anh chị Dù là con người Sự kiện, sự việc hay bất kỳ Một cái cơ hội hay cái con đường nào đó Đều đến để nhắc nhở anh chị một điều đấy Và mình phải có một cái Cái góc nhìn sâu anh chị Và để cái góc nhìn sâu rồi, Chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của mọi sự Sự việc, sự thật Là gì Nếu bây giờ mình nhìn nó theo bề nổi Mình nghĩ nó như thế, cái nó là như thế luôn Đấy vũ trụ đưa nguồn lực tới Bây giờ mình khao khát là tôi khao khát Là tôi sở hữu được cái số tiền này Mong muốn mục tiêu của tôi là như thế này Mà giờ vũ trụ nó mang đến nguồn lực đó Xong nó bắt đi xong triển khai đi xong hành động đi Dạ vâng tại vì mình đâu có đủ năng lực đâu anh chị à. Và tối nào cũng đặt hàng vũ trụ Tối nào cũng cầu nguyện Tối nào cũng hình dung tưởng tượng Nhưng mà hỏi có hành động chưa có nâng cao giá trị bản thân mình lên chưa tư duy mình lên chưa rút rễ mình lên chưa niềm tin mình lên chưa chưa chị tin rằng tự dưng là chị sẽ có một cách tuyệt vời ở đó để chị bán được dạ vâng chúc mừng anh chị đúng không ạ à? vũ trụ cho gặp những ví dụ như anh chị mong muốn trở nên thành công và giàu có đạt được cái mục tiêu nào đó thì vũ trụ sẽ mang đến cho các anh chị gặp những cái con người tuyệt vời nhưng mà mình cũng không chịu học tập đặt mục tiêu ra nhưng không chịu phát triển lên chả làm gì hết xong cuối tháng hỏi em ơi sao chị không đạt được mục tiêu Nãy con chị nhắn tin cho tôi như vậy nè Em ơi chị không đạt được mục tiêu tháng 11 Thế tôi hỏi em một câu Tôi hỏi thế đạt bao nhiêu Chị đạt 120 nhưng mà chị đạt được 64 anh chị nha Thế chị nói với tôi một câu cái tôi hỏi chị, tôi không nói gì về cái mục tiêu đó nha, tôi chỉ hỏi chị một câu thôi. Tháng vừa rồi chị có vào Zoom em học đầy đủ không? Có ghi chép livestream không? Chị nói với Tú là từ ngày mà chị mà Tú hướng dẫn chị đặt mục tiêu xong rồi chị nghĩ một tháng chờ tới ngày hôm nay Tú nhắn tin với chị là chị mới 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 sực nhớ là có cái Zoom để học với anh chị và nhớ là có ghi chép livestream luôn. Thế tôi mới cười tôi nói là chị xứng đáng không đạt mục tiêu 120 triệu nha. <laughs> Thế gì nữa anh chị biết là một bình thường là chỉ kiếm được có 70 triệu thôi mà tháng kiếm được cái tháng không kiếm được nha nhưng mà anh chị biết là trong tháng 11 đó là chị không có tập trung chị nói với tôi bình thường là chị chỉ kiếm dao động là gần 70 thôi có tháng được tháng không nhưng mà anh chị thấy cái tháng mà rồi chỉ học mà theo kiểu không có điều mà chỉ đạt được 64 triệu có tuyệt vời mà tại vì chỉ đang đặt đặt theo công thức trung bình cộng là 60 triệu Xong mình chỉ đặt một phát lên trăm hai là gấp đôi đó Nhưng mà gấp đôi nhưng mà cái nỗ lực của mình không có gấp đôi anh chị Cái mục tiêu thì gấp đôi nhưng sự nỗ lực thì không gấp đôi Tư duy thì không gấp đôi Nói chung mà không có gì gấp đôi nhưng mà kết quả thì muốn gấp đôi Thế thì không biết đâu ra luôn Nha anh chị nha Nên Nếu mà chúng ta chưa đạt mục tiêu là có lý do đó, Tại vì những cái gì anh chị nhận được nè sẽ bằng tư duy rút rễ của mình cộng với giá trị mình trao đi cho cộng đồng. Những cái gì anh chị nhận được ấy bằng tư duy rút rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho cộng đồng. Quy mô kinh doanh của anh chị sẽ bằng tư duy rút rễ của các anh chị cộng với giá trị anh chị trao về cộng đồng luôn. Nên trên cái hành trình mà chúng ta tiến đến mục tiêu của mình anh chị mình đi được bao xa, mình đạt được những thành tựu gì trên cái hành trình đấy, cái kết quả sau mỗi cái kết quả trên cái hành trình mình đi đạt được là gì, nó thể hiện cho cái tư duy của mình đã phát triển được bao nhiêu, nó thể hiện cho cái việc là cái giá trị trao cho cộng đồng của mình đã bắt đầu nhiều hay là chưa nhiều hay là nó đã ở cái mức đó, đúng không ạ? À? Vậy cái số tiền mình đạt được là nhiêu đó Nếu mà cái kết quả của mình Đạt được Nhiều hơn có nghĩa là nó thể hiện cho cái tư duy Và cái giá trị mình trao cho, cho cộng đồng bắt đầu Đã tăng lên rất nhiều Thì khi đó số tiền của mình nó sẽ nhiều hơn anh chị nha Đây là quy luật của vũ trụ Được anh chị ơi Chính là thu nhập của những anh chị nhà mà chúng ta đang là 20-30 triệu một tháng. Hoặc là 100 triệu một tháng anh chị Mà bây giờ mình đặt ra những cái mục tiêu cao hơn nếu bây giờ mình vẫn giữ những cái suy nghĩ cũ Tư duy cũ, niềm tin cũ Và làm theo những cái thói quen cũ Thì chỉ ra kết quả cũ thôi Giống như mình gieo Giống như cái việc mình gieo hạt xoài Mà mình đòi coi ra quả mận ở đâu ra Những gì giúp cho các anh chị có kết quả hiện tại Thì không bao giờ giúp cho anh chị đi xa hơn được nên khi mà chúng ta đặt ra những cái mục tiêu mới thì mình cũng phải biết rằng là mình cần phải có sự phát triển. Mình phải học tập để mình gia tăng trí tuệ của mình lên. Mình gia tăng giá trị bản thân của mình lên. Được rồi anh chị ơi. À? Bao trong số anh chị hiểu chúng ta comment tôi rồi. Chứ không phải là mình đòi hỏi đó. cái gì mình cũng đòi hỏi gấp 2, gấp 3, gấp 4. Ấy. Mục tiêu của các anh chị trong tháng này là đang gấp đôi đó anh chị nha mà cái sự nỗ lực cái sự chăm chỉ cái sự phát triển cái sự gia tăng giá trị nội tại trao giá trị cho cộng đồng của mình nó không có tăng lên mình cứ bước đi bước dậm chân tại chỗ dậm hết rồi được không ạ thành ra kết quả của mình nó chỉ phản ánh cái tư duy của mình và cái giá trị bản thân và cái giá trị trao cho cộng đồng của mình thôi anh chị nha cho nên là đừng có án trách, đừng có đổ lỗi, đừng có không vui, và đừng có thế này thế kia anh chị. Mà việc của mình là cần phải gì? À? hoàn thiện mình, phát triển mình lên. Vậy thì mình gia tăng giá trị bản thân của mình qua những cái điều gì à? Khi mà trên cái hành trình anh chị đạt cái mục tiêu của mình ấy. Đầu tiên là khi mà trên cái hành trình anh chị đi anh chị đạt mục tiêu của mình ấy khi mà các anh chị không bỏ cuộc anh chị vẫn tiến về phía trước tiến lên ấy. thì cứ mỗi ngày cho qua là các anh chị đang gia tăng giá trị bản thân của mình rồi anh chị nha gia tăng giá trị bản thân của mình anh chị nó sẽ thông qua những cái điều đầu tiên là mình không có bỏ cuộc mình liên tục mình tiến về phía trước được mà thì cứ mỗi ngày cho qua là các anh chị đang gia tăng giá trị bản thân của mình rồi và cái thứ hai là khi mà các anh chị đạt được cái mục tiêu mà mình đặt ra. Có nghĩa là mình đang gia tăng giá trị bản thân của mình rồi anh chị nha. Đầu tiên là mình không có bỏ cuộc và cái thứ hai là mình thấy là mình đặt ra mục tiêu và mình đạt được mục tiêu và mình hiểu được rằng là mình đã gia tăng giá trị bản thân của mình lên rồi. Vì trên cái hành trình anh chị đạt mục tiêu ấy, anh chị học tập, anh chị phát triển. Anh chị đi qua những cái điều thuận lợi và những cái điều không thuận lợi và trên cái hành trình đó anh chị học rất là nhiều những cái điều tuyệt vời học được rất là nhiều những cái bài học được không ạ à? trên hành trình anh chị đi anh chị học được rất là nhiều những điều tuyệt vời nè học được rất là nhiều bài học và anh chị giỏi hơn về kỹ năng anh chị giỏi hơn về tư duy rồi mình giờ mình cũng tốt nghiệp được nhiều cái bài học mình trở thành con người có nhiều trải nghiệm và có nhiều giá trị hơn. đúng không anh chị ơi? Bao trong số anh chị chúng ta thấy là à, sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình, sau khi mình đặt ra mục tiêu, mình đạt được mục tiêu, mình cảm thấy là mình mình trưởng thành hơn đâu ạ? À? Về mặt cảm xúc, về mặt trí tuệ, về mặt kỹ năng, về mặt hiểu biết, về cái con người bên trong. Bên đầu tiên anh chị cảm nhận từ bên trong trước nha. Trí tôi chưa có nói về cái vật chất bên ngoài là mình đặt ra 100 trăm triệu, mình đạt được trăm rưỡi. Bây giờ nói về cái vật chất bên trong của mình ấy, ờ, cái tinh thần bên trong của mình anh chị, đúng rồi. Có thể ngày ngày trước anh chị là về kỹ năng thì mình chỉ có một cái kỹ năng trong cái công việc mình đang làm thôi. Nhưng bây giờ khi anh chị học tập phát triển cùng với câu lạc bộ nè, anh chị đã học thêm được những cái kỹ năng về bán hàng, kỹ năng về marketing rất là nhiều kỹ năng khác và chúng ta bắt đầu trao giá trị cho nhiều người. Thì mình sẽ có nhiều tiền và nhiều tài sản Hơn là điều hết sức bình thường anh chị Và nó điều hiển nhiên luôn Nên khi anh chị ứng dụng sản hành tìm thức ấy Thì phải tuân theo các quy luật vũ trụ anh chị nha Là đã đặt ra mục tiêu rồi Thì mình phải biết rằng là những cái gì Mình nhận được sẽ bằng tư duy rút rễ của mình Cộng với giá trị mình Trao cho cộng đồng nha Nên khi anh chị ứng dụng sản tìm thức ấy Thì tìm thức sẽ mang cho các anh chị Rất nhiều những cái nguồn lực luôn để mà mình đạt được mục tiêu. Nhưng mà việc của mình là khi mà nguồn lực tới thì mình cần phải hành động một cách mạnh mẽ. À, mình tiến về phía trước anh chị nha Rồi mình phải hoàn thành thật là à, tốt những cái nguồn lực mà vũ trụ mang tới nè Đúng không ạ? À? Hoàn thành tốt những cái nguồn lực vũ trụ mang tới nè, thì mình sẽ đạt được cái mục tiêu của mình thôi. Ừ? Nên nếu mà các anh chị chưa đạt được những cái điều mà các anh chị muốn có nghĩa là các anh chị chưa giống với những điều đó chưa cùng tờ, tờ, trường năng lượng chưa cùng tần số với những điều đó vậy thì việc của mình là phát triển phát triển và phát triển hoàn thiện hoàn thiện và hoàn thiện anh chị nha cho tới khi mình giống và khi nào mình biết mình giống anh chị khi nào mình biết mình giống với những cái điều đó với cái mục tiêu đó dạ vâng mình xấu nói trong tay của mình mang nó về nhà. Sử dụng tận hưởng thành công, trải nghiệm thành công khi mà mình đạt được cái điều đấy. Chứ đừng có bỏ cuộc anh chị nha. Khi mà mình chưa đạt được mình đừng có bỏ cuộc nha, đừng có sợ. Mà mỗi lần mà khi anh chị đặt ra mục tiêu và các anh chị đạt được mục tiêu và các anh chị đang trưởng thành lên đó anh chị. Trưởng thành hơn cái con người của ngày hôm qua mà. Mình tự tin hơn, mình mạnh mẽ hơn. Tư duy của mình cao hơn mình có nhiều trải nghiệm mình đi qua nè ngày trước thì có thể là mình không có làm được bây giờ mình làm được rồi nên khi anh chị có những cái mục tiêu và các anh chị tiến lên mục tiêu của mình ấy, là mình lỡ đủ đường anh chị nha lỡ đủ đường hết cho nên tôi biết là anh chị ở đây đặt ra rất là nhiều mục tiêu và các anh chị yên tâm đi là trên nên trên cái hành trình anh chị tiến tới mục tiêu của mình đi thì vũ trụ sẽ chọn cho các anh chị những cái con đường nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất. giúp anh chị hoàn thành những cái mục tiêu của mình. nha. Cho nên là trên cái hành trình mà mình đạt mục tiêu của mình ấy anh chị thì không cần phải hoàn mình không cần phải hoàn hảo mới giàu có được đâu nha. Nó nghĩa là không phải tiêu chí đưa ra là mình phải hoàn hảo rồi hoàn mỹ thì mình mới trở nên thành công và giàu có được. Đầu tiên là mình phải biết cái điều mình muốn là cái gì. Và mình tập trung vào cái điều mà mình muốn anh chị. Và vũ trụ sẽ biết được là mình cần phải hoàn thiện thêm những cái điều này. Phát triển thêm những cái điều gì. Điều gì. Và sẽ kết nối tới quay quan trọng mà mình phải nắm bắt nha. Nắm bắt những cái nguồn lực nè. Hoàn thành xuất sắc những cái nguồn lực mà vũ trụ mang tới. Và liên tục tiến về phía trước. Đừng bỏ cuộc. Thì cỡ nào mình cũng đạt được mục tiêu của mình. Đúng không ạ? Nên là để hấp dẫn một cái điều gì đó ở bên ngoài nha. Thì điều đầu tiên là mình phải thay đổi cái bên trong của mình trước. Để hấp dẫn được người trung thành. Thì mình phải là người trung thành. Để hấp dẫn được người mạnh thì mình phải là người mạnh. Để hấp dẫn được người... Để hấp dẫn những người hấp dẫn anh chị thì mình phải là người hấp dẫn để hấp dẫn những người có tâm có tầm có tài thì mình phải mình phải là người có tâm có tâm có tài muốn hấp dẫn người như thế nào thì mình phải là người như vậy nên hồi nãy có một bạn có hỏi trên khung chat là Phải làm sao để hấp dẫn được những điều mình muốn dạ vâng là việc của mình là cần phải hoàn thiện mình quay về bên trong và phát triển mình lên mình việc của mình là cần đồng hành học tập các buổi dung của một câu lạc bộ làm theo những cái bước câu lạc bộ hướng dẫn đúng không ạ? tại vì không có cái gì bên ngoài đâu các anh chị thấy là khi anh chị vào câu lạc bộ câu lạc bộ của mình tập trung vào bên trong nhiều không ạ thấy là sáng nhắm mắt là tối nhắm mắt ở chưa cũng nhắm mắt nè nhắm xong rồi viết Viết lòng biết ơn rồi đặt hẹn vũ trụ cái thời gian mà dành gọi là dành cho mình khá là nhiều anh chị nha có bao giờ tú chia sẻ anh chị là khi mà anh chị muốn đạt được điều gì đó tôi bảo anh chị ra ngoài kia làm gì không hay tôi bảo anh chị hãy đầu tư cho mình một cái khoảng thời gian để mình tự học mình tự đọc và mình thu xếp thời gian mình tham gia các buổi zoom cùng với các lạc bộ để mình gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên anh chị gia tăng cái tần số của mình lên tư diêu của mình lên giá trị bản thân của mình lên tại vì luật hấp dẫn là cái gì anh chị ơi? Cái gì giống nhau thì hấp dẫn nhau mà. Và trong vũ trụ này chỉ có mình vào luật hấp dẫn thôi. Trong thế nào thì ngoài thế nấy. Nha. Bên ngoài thế nào là anh chị nhờ hiểu được bên trong mình đang có cái gì rồi đó. <laughs> Nên là mình khi mà mình hiểu được những cái quy luật này anh chị mình sẽ không phải than vãn nữa. Không phải kể lễ, không phải đổ lỗi nữa mà mình cần phải quay vào bên trong nha. À, tôi tặng anh chị một câu đó chính là những cái người mà quay ra bên ngoài ấy, thì mộng mị, nhưng mà những người mà quay về bên trong ấy thì tỉnh thức. À, chỉ khi mình tỉnh thức ấy thì mình mình mới biết được là mình muốn cái gì. Có rất là nhiều người lao ra ngoài kia làm rất là nhiều nhưng mà cuối cùng không biết cái đích đến của cái cái con đường đó là gì luôn anh chị nha họ không biết là họ đi họ làm cái này để làm cái điều gì luôn. Nhưng mà có những người họ khi mà họ họ quay về bên trong của mình họ biết họ muốn cái gì và cái động lực nào giúp cho họ tiến về phía trước mà đạt được phải đạt được cái mục tiêu đó, cái lý do, cái ý nghĩa cái lý do của cái mục tiêu mà họ muốn đạt được nó rất là lớn. Tại vì họ dành thời gian để mà họ đặt những cái câu hỏi cho mình là tôi muốn cái gì và vì sao tôi phải đạt được cái mục tiêu này? Cái điều này có ý nghĩa gì đối với tôi? Thì khi mà họ làm rõ bên trong của họ anh chị Thì khi mà họ lao ra họ hành động rất là mạnh mẽ luôn Họ băng băng họ tiến vào phía trước và họ chinh phục mục tiêu của mình một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng Nhưng mà có nhiều người cứ mộng mỹ á, là quay ra ngoài và mộng mỹ thì mới là sao Làm rất nhiều Hành động coi như là hối ha hối hả Quay cuồng trong mơ hồ luôn anh chị cái này chưa xong mà vỡ tay tới cái kia Lây lay hoay rồi lính hoa lính quýnh rồi. Đầu tắt mặt đầu tắt mặt tối anh chị. Sau đó khi mà không đạt được cái điều họ muốn như ý họ bắt đầu họ than vãn họ kể lại là gì? Tại à, sao cuộc đời lại bất công với tôi? Đúng không ạ? Tại vì họ đâu biết họ muốn cái gì đâu nên thành ra khi mà họ làm một cái khoảng thời gian mà họ đừ ấy. Họ mỏi anh chị họ mệt ấy. Sau đó họ nhìn lại họ không có được gì hết trơn. Ấy. bao wow, trong số anh chị chúng ta đã đi qua cái hành trình này và mình thấy rất là quen mình lao mình làm quá trời nhưng khi mà mình đến một cái thời điểm ở đó tự nhiên là mình ngồi xuống mà mình cái thời điểm mình ngồi xuống với chính mình là cái thời điểm mà 2020 2021 ấy khi mà mọi thứ giãn cách đi xong ở nhà ngồi đặt câu hỏi thế mình muốn cái gì ta thế là khi mà mình có cái thời gian mình ngồi lại với chính mình mới phát hiện ra là 5 năm 10 năm 20 năm nay mình đi làm mình cống hiến, mình chăm chỉ, mình cũng chưa đạt được thành tựu gì luôn. và họ cảm thấy 20, 10, 20, 30 năm đó rất là phí phạm, đúng không? và tiên họ bắt đầu họ, họ tiếc nuối, bắt đầu họ tiếc nuối thanh xuân, tiếc nuối tuổi trẻ, tiếc nuối thời gian mà họ bắt đầu tự trách mình nên gì? cái khi mà họ tự trách mình họ càng không vui, càng không vui thì lại càng thu hút những điều không tích cực tự trách mình cái không có năng lượng không có năng lượng thì cũng không muốn làm gì luôn cái cuối cùng tự nhiên cái công việc hiện tại làm không tới nơi mà tương lai cũng mù mịt luôn anh chị nha nhưng mà kiếm tao quay về bên trong của mình đi nên là tại sao tôi yêu cầu anh chị là cần phải làm cái cái bản tầm nhìn của mình ít nhất 10 cái mục tiêu và các anh chị cần phải hình ảnh hóa ra hình ảnh ấy. để làm sao anh chị không để các anh chị nhớ lý do các anh chị bắt đầu cái hành trình của mình mình mới đặt ra cho mình những cái câu hỏi khi mà anh chị bắt đầu có một cái bản tâm nhìn nha Cái anh chị bắt đầu gia tăng cái tiêu chuẩn của mình lên thì những cái cơ hội nhỏ những cái cơ hội ngắn hạn những cái cơ hội mà kiếm tiền mà để đủ ăn đủ tiêu thôi đó gọi là cơm gọi là cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày cuộc sống mà thiếu ăn thiếu không có đủ ăn rồi không có dư giả nói chung mà thiếu thốn và rất là chật vật ấy. Là những cái cơ hội đó nó không có bao vây anh chị luôn Tự nhiên chị thấy nó mất tích luôn anh chị nha Mà chỉ còn lại những cái cơ hội mà Nghĩ lớn thôi. Thành công lớn Còn khi mà tâm trí mình lộn xộn Thì bên ngoài mình nó lộn xộn đó anh chị Đúng không ạ Cho nên chúng ta cần phải gì à? Trong thế nào ngoài thế nấy nha Phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì thu nhập về tài chính về sức khỏe và mối quan hệ mình muốn có những cái kết quả như thế nào về cả ba cái cạnh này thì kê ra đi và để cái chìa khóa và để giúp cho mình đạt được những cái thành tựu này đầu tiên mình cần phải làm chủ được cái tâm trí của mình đầu tiên mình cần phải ra quyết định là mình có cả ba cái thành công này luôn và mình liên tục làm chủ tâm trí suy nghĩ là nó và hành động của mình liên tục hướng tới những cái điều giúp mình đạt được cái kết quả đó không ạ? Phát triển mình, học tập và học từ những người đã đã làm được. Học theo người thành công thì mình làm được luôn. Thành công luôn anh chị. Đỡ tốn tiền, tốn thời gian, tốn công sức quá nhiều. Nha anh chị nha. Cho nên là chúng ta cần phải gì ạ? Tập trung vào bên trong của mình anh chị. Biết cái gì mình muốn mà sau đó hướng tâm trí của mình làm, nói, nghĩ, Những cái điều mà giúp cho mình đạt được cái thành công của mình thôi Ưu tiên số 1 Còn những cái sự ưu tiên khác vẫn quan trọng Nhưng tạm thời thì để xong Còn mình chỉ làm nè Nói nè, nghĩ nè, làm những cái điều Mà giúp cho mình đạt được cái Cái điều mà mình vừa mới trả lời ở trên ấy. Bao trong số anh chị chúng ta yếu về comment tôi vậy Có anh chị nào ở đây ngồi trong giùm mà chúng ta không biết mình muốn cái gì không? Anh chị nào trong giùm biết mình muốn cái muốn biết biết mình biết biết mình muốn là cái gì luôn, biết rõ luôn các anh chị của mình số 2000 đi à? Tuyệt vời. Đấy, bám sát nha. À, lúc nào cũng chỉ làm chủ tâm trí của mình suy nghĩ là nó hà nội của mình hướng tới những cái điều chỉ giúp cho các anh chị đạt được cái điều đó thôi những cái điều còn lại hãy đặt câu hỏi có giúp anh chị đạt được cái kết quả ở trên hay không không để qua một bên nghe anh chị nha không thì để qua một bên ứng ừ, dụng nhau à. ạ ừ, ứng dụng nha Ừ. hay là những anh chị mà trong kinh doanh đi, khi mà các anh chị mong muốn là thu hút nhóm trí tuệ ưu tú đúng không? là nhóm những người mà kiệt xuất ấy, thì bắt đầu anh Trung có một cái tư duy như thế này nè anh chị và tất cả những người thành công trên thế giới đều có tư duy này luôn. đó là họ luôn thu hút những người giỏi, giỏi hơn họ để về làm việc cùng với họ. Và có rất là nhiều người nghe tới đây cái phái đó Phái 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 đúng không? Nghe xong à Hiểu chưa tới anh chị học một nhưng hiểu có 0.5 mà Vậy thì việc của mình không cần phải làm gì cả Không cần phát triển mà mình chỉ cần đi kiếm Và thu hút cái người đúng người mạnh về Để làm việc cho mình Theo anh chị là người mạnh có phải làm việc cho cái người đó không anh chị ơi? Cái người mạnh có phải làm việc với một cái người mà có cái tư duy hiểu chưa tới không? Rồi đã vậy còn uh, suy nghĩ là mình không cần làm gì cả, không cần học gì hết, không cần có phát triển gì luôn. Chờ anh chị hiểu không đây? Nếu mà bên trong của mình ấy là chim sẻ anh chị nha. Thì sao hút được đại bàn? Không không có hút được đại bàn đâu anh chị. Chim sẻ đại bàn là ẩn dụ cho người mạnh và người yếu ấy. Và bắt đơn nên chim anh chị khi bắt nói câu này có nghĩa là anh chị phải hiểu cái nghĩa của câu này như như thế này nè ở đơn anh chung thì bác làm xây dựng và bác hút những cái người kỹ sư giỏi nhất những cái người luật sư giỏi nhất và những người làm xây dựng giỏi nhất về làm việc với bác nhưng mà theo anh chị nha bác đơn anh Trung ấy trước khi muốn hút những cái người đó thì bác có phải là người giỏi và người mạnh không ạ à? theo anh chị bác có phải là người giỏi và người mạnh không có nha siêu mạnh, siêu giỏi, siêu giàu luôn ấy. Có thể là bác không giỏi trong cái lĩnh vực về kế toán, về kỹ sư, về luật sư. Nhưng mà bác là một người rất là giỏi và rất là giàu của anh chị. Có thể trong một lĩnh vực khía cạnh nào đó thì bác không có giỏi lắm, không giỏi nhất. Nhưng trong cái chuyên ngành của bác, bác là người giỏi nhất nha. Nên nếu mình không phải là người mạnh thì không thể hút được người mạnh đâu. Đúng không ạ? À? Có thể người khác mạnh cái này thì mình phải mạnh cái khác thì mới hợp tác với nhau để trở thành một nhóm trí tuệ ưu tú được. Còn nếu mình không mạnh thì mình đã hút người mạnh thì có người mạnh hợp tác với mình đâu. Phải hợp tác đôi bên cũng có lợi chứ bây giờ có lợi mình mà không lợi người ta thì ai đâu hợp tác với mình anh chị. Đúng không ạ? À? Nên là mình muốn hút người giỏi, người mạnh thì mình phải là phải phát triển mình trở thành người giỏi và người mạnh anh chị nha việc của mình là cần phải tập trung vào bên trong phát triển bản thân của mình lên được không ạ à? phát triển bản thân của mình lên anh chị cho nên nghe anh chị nói là sao chị hút toàn khách hàng mua đơn hàng bé 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 không thì tư duy ở đâu thì tiền nhận ở đó tư duy ở đâu thì nguồn lực ở đó thôi sao chị hút toàn cộng sự gì á không có mạnh gì hết trơn đúng là may từng nào hút hút may từng đó hỏi câu thì chắc là tôi chỉ là tặng là một câu rồi. kết quả của doanh nghiệp thì phản ánh tư duy của chủ doanh nghiệp đúng không ạ? thế là nhìn vào một bằng 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 một ánh mắt tròn xe và lấp lánh chưa hiểu á tôi bảo về chế livestream stream đi chưa tốt nghiệp được thì uh, chưa chưa tốt nghiệp được thì chưa hoàn thiện được mình mà chưa hoàn thiện được mình thì kết kết quả nó vẫn mãi là kết quả cũ rồi mà tú đưa một cái anh chị nghĩa là mình rất là tự tin về cái khả năng học và khả năng đọc của mình nha tú có một cái khả năng uh, ghi nhớ mà rất là đỉnh luôn đỉnh lắm anh chị à, đến thì cái việc mà tôi tú tú gieo niềm tin ấy chứ ngày trước thì mình cũng uh, não cá vàng lắm học trước quên sau rồi nhưng mà sau đó là tôi đọc uh, cái uh, cái gọi là cái bản uh, tuyên bố về trí nhớ trong quyển sách của mình tính hết ấy tôi nail mình là gì à, à mình có trí nhớ siêu tuyệt đỉnh nè nhớ những gì cần gọi là đọc tới đâu thì nhớ tới đó học tới đâu thì nhớ tới đó học tới đâu là hiểu tới đó đọc tới đâu là hiểu tới đó học một đọc một hiểu 10 ứng dụng ra kết quả một nghìn ra tiền ra tài sản luôn tại vì ngày trước tôi biết cái điểm của mình là đọc đọc nó không có được nhớ như như người ta có nghĩa là tú um, phải đọc đi đọc lại nhiều lần chưa nhớ lắm mà cũng chưa hiểu sâu anh chị nha tôi nói bây giờ mình cần phải ra quyết định thôi biết về tiềm thức mà bây giờ ứng dụng có năm ý thức à Thế là tôi cầu nguyện anh chị Trước khi làm thì tôi cũng cầu nguyện Xong rồi tôi mới hành động Hình dung là kết quả là mình làm xong rồi Mình hoàn tất rồi Và mình ăn mừng Ăn mừng mình vui hay sao Và sau đó mình mới làm ừ. Và cuối cùng là Được cái là mình Mình có khả năng đọc Và học rất là nhanh Thành ra là tôi phát triển rất là nhanh Trong vòng có 3 năm thôi anh chị à, Tôi phát triển rất là nhanh Trong vòng 3 năm Và tôi đã biến thu nhập của mình Thu nhập uh, gọi là gần 10 năm anh chị, cho 8 năm nha, 8 năm, trở thành thu nhập một tháng của mình trong vòng có 3 năm thôi, ừ. thiệt vời không à? ạ, tính là tính nó bứt phá là một năm rưỡi anh chị nha, đầu kia mà tôi bứt phá tôi đã có những cái nguồn thu nhập rất là lớn rồi, sao để mà đến khi mà những cái thành công nó lớn hơn nữa rồi tôi hiểu rằng là mình phải trở thành người mạnh, mình nó phải, phải chỉ mình thân mình lên. Tại vì một mình đi mình khi mà tôi đi kinh doanh tôi hiểu được một cái quy luật đó chính là một mình mình thì không thể nào không thể nào làm, làm nên được mùa xuân anh chị. Và tôi biết được rằng mình cần phải có một nhóm trí tuệ của tú có rất là nhiều người tài hợp tác và làm việc cùng mình. Và việc của tôi đó tôi biết được rằng là mình cần phải gì trở thành cái người mạnh, người giỏi mình có thể hút được những cái người mạnh và người giỏi đến với mình được. Cho nên các anh chị nào chúng ta cũng đang kinh doanh ấy, đang bán hàng mà các anh chị cũng đang có những cái mong muốn là hút đối tác hay hút những cộng sự hay là những khách hàng mà tuyệt vời thì các anh chị phải đặt câu hỏi là mình phải có những cái phẩm chất đó trước có những cái tư duy đó trước có những cái giá trị đó trước không phải các anh chị nhận được gì nha mà quan trọng là các anh chị trở thành ai Tại vì cái bên trong nó hình thành cái bên ngoài. Bên trong của mình có những phẩm chất gì, có những tư duy gì, có những giá trị gì anh chị. Cho nên bác Jim Ro nói bác mới nói như vậy. Nè. Khi mà làm một công việc gì đó thay vì mình hỏi rằng là tôi có bao nhiêu tiền Từ công việc này. Thì mình hãy hỏi rằng khi mà tôi làm cái công việc này tôi sẽ trở thành ai? Tôi có những giá trị gì? Tôi có những tư duy gì? kỹ năng gì của những người thành công cái điều này mới quan trọng anh chị nha vì cái bên trong nó sẽ hình thành nên cái bên ngoài cái bên trong nó sẽ hấp dẫn cái bên ngoài cho nên nếu bên trong không có cái gì bên ngoài nó cũng không có gì đâu anh chị và kể cả nếu bên ngoài có mà bên trong không có thì mình cũng sẽ không giữ được Giống như câu chuyện của những người mà chúng vé số anh chị những cái người mà chưa có tư duy mà họ chúng vé số ấy họ chúng được cái tờ tiền rất là lớn một khoản tiền rất là lớn nha anh chị thấy một thời gian sau không ạ mèo vẫn hoang mèo thậm chí anh chị bản thân anh chị đã sổ đã từng số tài sản và số tiền rất là lớn đúng không nhưng sau đó là gì à? anh chị cũng nó số tiền đó và cái tài sản đó cũng bằng cũng bằng một cách nào đó mà nó bay đi là bởi vì bên trong mình không có mà bên ngoài mình có đột ngột quá anh chị cái ngọn có mà cái gốc không có thì cái cây là cây giả rồi anh chị biết mấy cây cây giả không biết <laughs> mấy cây giả không anh chị cây giả là cái cây để người ta trưng nó đẹp thôi chứ nó không có sự sống ấy và tương tự như vậy nếu bên trong không có mà bên ngoài tự nhiên có thì giống cái cây mà không có rốc không có rót rễ ấy, thì thành ra nó nó duy trì một thời gian thôi. giờ anh chị tưới nước rồi nó, nó hấp thụ ở đâu Nó hấp thụ rồi anh chị nhanh nó chỉ chân Đúng không ạ cho nên là nếu bên trong có không có mà bên bên ngoài có thì nó sẽ vụt mất rất là nhanh nhưng nếu bên trong có thì bên ngoài sẽ có và nó sẽ hấp dẫn nhiều và nhiều hơn nữa nếu bên trong anh chị có một cái uh, tư duy, suy nghĩ, niềm tin, những cái phẩm chất của một người triệu phú đô la. Thì cho dù anh chị đi tới đâu, anh chị cũng sẽ hấp dẫn được rất nhiều tiền, rất nhiều triệu đô, rất nhiều cơ hội đến với mình. Nha. Và khi anh chị có đầy đủ những cái điều đó thì tiền, bạc, tài sản sẽ được thu hút đến với các anh chị. Một cách vô tận luôn. Không giới hạn không anh chị nha. Nên là thay vì các anh chị hỏi cái cách là làm thế nào để chị có thật nhiều tiền làm công việc gì để có thật nhiều tiền thì các anh chị ấy đặt câu hỏi là làm thế nào để tôi trở thành con người có thật nhiều giá trị tại vì khi anh chị trở thành con người có thật nhiều giá trị thì anh chị sẽ trở thành thỏi 500 trăm siêu hút tiền và tài sản luôn tại vì tôi nói anh chị nghe cái anh chị kiếm tiền ấy kiếm không kiếm năm kiếm nó ít lắm anh chị có hình dung coi chuyện là tiền nó nó sẽ đi theo tốc độ của tiền mà anh chị kiếm theo tốc độ của anh chị gì? vừa tới nơi nó chạy mất tiêu rồi nếu mà chúng ta biết kiếm tiền ở đâu á thì tú với các anh chị tới đó bắt ghế mà ngồi chờ luôn đi cho rồi chứ đi làm làm gì đúng không nhưng mà rất là tiếc mình không biết tiền ở đâu hết cho nên mình mới đi kiếm mà thay vì như vậy nha các anh chị hãy chở anh thỏi 500 hút tiền đi ôi thì anh chị chỉ cần đứng đây và giơ tay ra đúng không giống như một uh, nữ thần nha anh chị nha giống như một nữ thần cái tự nhiên tiền nó dính chặt anh chị dính chặt anh chị luôn nó vèo 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 bay khắp mọi nơi đến với các anh chị thông qua cơ hội nè thông qua khách hàng nè đối tác nè rất nhiều những cái nguồn lực anh chị anh mang tiền đến cho mình nên anh chị thấy là khi anh chị học về luật hấp dẫn ấy các anh chị đặt mục tiêu 30 ngày mà các anh chị gia tăng giá trị của mình lên nha tự nhiên có những cái khoản tiền bất ngờ nó về đúng không mà những cái khoản mà nó bất ngờ mà mình không nghĩ tới luôn mà nó về bao trong số anh chị chúng ta đã từng như vậy cơ mình tôi ạ tự nhiên thấy nó mình học gym mình thấy sao sau ở trong gym này có cái gì mà linh nghiệm với người ta vô học thì nó hút tiền ở cỏ này ngõ này ngõ này quá trời ngõ luôn mà ngày trước mà mình kiếm một một cái nguồn nó không có ra luôn á nó ra mà nó ra có chút chút mà anh chị nó như nhỏ giọt cà phê đó còn giờ từ ngày học câu lạc bộ sao nó lạ quá ta cái tự nhiên anh chị bị nghiện luôn anh chị anh chị bị ghiền vào dung mà ghiền chép vào chim luôn thì anh chị đã hiểu tại sao cho cái nguyên lý nó là ở đây nha chứ không phải là câu lạc bộ mình có cái phép màu hay là câu lạc bộ mình có cái cái gì đó bí ẩn huyền bí đâu ạ mà tại vì tú và các anh chị chủ nhóm mà biết quy luật vận hành của dòng tiền và chúng ta làm đúng thì tiền nó hút về thôi hút nào là thu hồi thu nhập nè tự nhiên có người cho tiền nè, bố mẹ cho đất đai nè bán được đất đai nè rồi ngân hàng cho đòn bẩy một cách rất là dễ dàng luôn và tiền từ công việc kinh doanh, từ hợp đồng, từ đối tác, từ khách hàng mua đơn hàng nhiều hơn. Điều vời không ạ? À? Bình thường khách hàng mua có 5-6 đơn mà bây giờ đùng một cái mua mười mấy, hai mươi đơn một tháng. Và anh chị phải phát triển lên nha. Nên từ nay về sau, đó, các anh chị muốn thu hút cái gì ấy, thì nhớ tới luật hấp dẫn. Muốn hút cái gì hãy nhớ là luật hấp dẫn. À, anh chị nào mà chị có thể hỏi người bạn đồng hành của mình nha là khuyên của Tố là chị tham gia vào nhóm rèn luyện là nhanh nhất được không ạ chứ bây giờ hành trình thành công của Tố mà giờ chị hỏi là chia sẻ chị không phải nào cho một buổi được được không ạ mà à, việc của anh chị là cần phải giờ tham gia vào nhóm rèn luyện thì sẽ có cái lộ trình cho mình luôn học từ người thành công thành công luôn anh chị nha nếu mà anh chị chúng ta đang à, mất định hướng thì nhóm rèn luyện là môi môi trường rất là phù hợp và rất là tuyệt vời dành cho các anh chị luôn á anh chị nào hỏi nhóm rèn luyện chúng ta liên hệ chủ nhóm của mình nha hỏi ngay đi anh chị để mà chúng ta tham gia luôn và ngay và luôn trong sáng ngày mai trưa ngày mai nha Trời, giờ còn hỏi giờ mà chưa tham gia nữa thiệt anh chị học sớm thành công sớm đi à, nhớ là tham gia trước ngày 24 tháng 12 để được nhận quà từ câu lạc bộ nha rồi nha anh chị ơi nhớ món quà tôi chia sẻ ngày hôm hôm trước chưa nhớ tham gia sớm nha còn mà qua ngày 24 tháng 12 là hết quà Noel rồi anh chị ờ, ông già Noel là sau 24 tháng 12 là đi về Bắc Cực rồi ở Bắc Âu rồi à, Noel thì ông tôm chào quà chứ hết Noel ông đi về rồi nên là muốn đợi quà là phải chờ tới năm sau rồi nếu anh chị muốn đợi quà tới năm sau thì anh chị cứ đợi năm sau học rồi đợi mọi người thành công rồi mọi người thành công rực rỡ rồi đột phá rồi tất cả mọi kết quả nhân hai nhân ba nhân mười mình vô mình học mà đối với tú là một khi mà đã muốn thành công rồi thì gọi là gì ta rồi, cần phải tốc có tốc độ anh chị nha đúng rồi cần phải có tốc độ anh chị đúng không cho nên anh chị nhớ là mỗi lần mà khi mà anh chị muốn thu, hút cái gì á, thì anh chị nhớ giúp tôi đến lục hấp dẫn nha những cái gì giống nhau sắp dẫn nhau việc của mình xoay vào bên trong phát triển mình nâng cao cái tần số của mình bằng cách là nâng cao cái tư duy kỹ năng và cái phẩm chất của một cái người thành công nâng cao giá trị của mình lên ừ. Và khi tần số của các anh chị bằng với cái tần số của cái số tiền cái khối tài sản cái kết quả mà các anh chị mong muốn thì anh chị ơi nhẹ nhàng mà thuốc nó về thôi còn có có những cái anh chị dục tóc thì bất đạt anh chị nha giống như tôi chia sẻ với anh chị là khi mà tôi đặt ra một cái mục tiêu ấy, mà tôi không có đạt được là tôi biết được rằng là mình cần phải nâng cao cái giá trị mình lên tại vì nếu mà mình đã cùng với cái giá trị cùng với tần số của với cái mục tiêu đó rồi là mình đã đạt được nó rất là dễ dàng anh chị Giống mà trong tháng 11 này nè tôi có đặt cái mục tiêu gấp đôi mục tiêu về doanh thu kinh doanh của mình ấy. gấp đôi anh chị nha cái đầu tháng cũng khá là hồi hộp Hồi hộp lắm anh chị Nhưng mà anh chị biết không Trời ơi Tháng đó danh số Cả doanh nghiệp của tôi anh chị Là tính tới ngày 20 tháng 11 ấy Tăng à, mà, 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 bất ngờ luôn Và anh chị biết một cái điều gì không là Tôi đạt gấp đôi đúng không Nhưng mà tôi đạt được là lúc 20 Gọi là hai mươi mấy tháng 11 Và tôi đạt được rồi Và anh chị hiểu là Cái danh số gấp đôi là mà của tú là đang chín con số nha mà khi gấp đôi là nó là 10 con số anh chị. Và đạt được luôn. và tháng này cũng đang uh, uh, gần 13 ba ngày của tháng uh, 12 rồi anh chị nha. Nó đã đạt được uh, một nửa hành trình rồi. Còn ngày trước anh chị biết không? Trời ơi. nào là Bút nè, là bút năng lượng nè, nào là truyền cảm hứng nè. Làm đủ trò anh chị ý thức rồi cả tiềm thức là có nhiều chưa hết cái mình nhận ra ủa mình uh, học về các quy luật vũ trụ mà sao mình dùng ý thức dưới hàng thế tôi mới tập trung vào chính mình tập trung vào nâng cao cái giá trị của mình uh, nâng cao cái tần số của mình lên anh chị thì rất là nhẹ, nhẹ nhàng tú đạt được mục tiêu đó một cách mà không có áp lực và cũng uh, giống như một cái giống như hơi thở anh chị thở ra thở vào hít thở ra xong hít vào anh chị dễ dàng lắm luôn á và nó cũng đến từ cái sự nỗ lực chăm chỉ của mình xuyên suốt một tháng vừa qua và nhiều tháng anh chị nha có gieo mới có 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 gặt được chưa cho nên khi anh chị phát triển mình bằng với cái tần số của cái số tiền mà các anh chị mong muốn đạt được hay là cái tài sản cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được ấy thì anh chị ơi anh chị thu hút nó rất dễ dàng luôn nên từ đây về sau khi mà anh chị đã biết được cái rốc rễ của cái mọi cái sự việc sự vật mọi cái sự kiện rồi thì từ ngay về sau nếu mà các anh chị chưa đạt được ấy thì đừng có tự trách mình nữa nha đừng có đổ lỗi cho mình nữa À, đừng đổ lỗi cho người khác nữa mà cũng đừng tự trách mình nữa anh chị tại vì chiến lược này không hiệu quả thay vì như thế mình hãy xoay về bên trong bởi vì mình đã hiểu được cái rốc rễ là mình cần phải gì xoay về bên trong của mình thay vì mình tự trách mình xong mình không vui rồi mình đi đổ lỗi cho người khác xong mà xích mít nhau không hòa hợp với nhau đổ lỗi cho người khác thì mình càng bị nhiều hơn thì đỡ tốn thời gian thay vào đó là mình cần phải hiểu rằng là đây là lúc mình cần phải phát triển mình mình phải giải quyết từ rốc rễ anh chị nha và khi mình hiểu được các quy luật vũ trụ rồi thì không có cái gì ở bên ngoài cả. Những điều chúng ta mong muốn đều ở bên trong hết. Vì bên trong không có nên bên ngoài không có thôi. Tập trung vào bên trong là hoàn thiện mình, nâng cao tiêu của mình lên, gia tăng giá trị bản thân của mình lên. Được anh chị ơi? Thì đó chính là cái cách mà chúng ta ứng dụng được hấp dẫn nha. Được không ạ? Cái gì giống nhau thì hấp dẫn nhau. Và khi chúng ta muốn thu hút một cái điều gì đấy, thì việc của chúng ta là cần phải nâng cao cái giá trị và cái tần số của mình lên bằng với cái giá trị và cái tần số của cái kết quả mà chúng ta muốn đạt được Vậy việc của các anh chị là hãy giờ tham gia các buổi zoom của câu lạc bộ nè ghi chép live stream nè đặc biệt là hãy tham gia vào nhóm rèn của các anh chị nha để chúng ta có sự tăng trưởng đột phá đột biến về tư duy về giá trị của bản thân mình khi đó kết quả bên ngoài của các anh chị nó cũng sẽ gia tăng một cách gì à? đột biến luôn Chào anh chị ơi. Rồi, rất là tuyệt vời. Rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tú trong buổi tối ngày hôm nay. À, đó chính là cái nội dung mà Tú muốn chia sẻ và truyền tải đến các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. À, anh chị nào chúng ta chưa tham gia vào nhóm rèn luyện thì mình liên hệ cho nhóm mình ngay và luôn anh chị. Hỏi ngay đi ạ. À, ngày xưa nghe bài hát chờ đợi là hạnh phúc đúng không? dạ vâng còn thời kỳ này mà chờ đợi là là không có tiền ấy <laughs> chờ đợi là không không có không có không có thịnh vượng đâu nha là không có được thoải mái đâu anh chị nha cho nên là đằng nào cũng học học sớm thành công sớm được anh chị ơi rồi rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tôi và con tập buổi trong buổi tối hôm nay xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị và những video dung tiếp theo nhé bye bye i love you